lên hàng các bạn ơi, con mà to lắm hả? À, thấy hả? Quay thử coi. Máy quay bị vấn đề các bạn ơi. Còn không? Để cái gì? Trời. Cố lên, cố lên, cố lên. Trôi rồi, trôi rồi. Trôi. Con trôi đầu tiên các bạn ơi. Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài mồi nền ủ, chiên câu cá trôi và cá mè nha các bạn. Bài mồi này đơn giản, hiệu quả, dễ làm, không tốn nhiều tiền và thời gian. Mình đã test bài mồi này thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi. Thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu. Có bao nhiêu thành phần mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Anh em làm, anh em lên được cá, đó là niềm vui của mình rồi. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm mồi câu cá nha. Thành phần của chúng ta gồm có cắm gà nè các bạn. Cắm gà cắm tanh đó, cắm gà con nè. Chúng ta sẽ dùng 2 lạng nha. Một miếng phô mai con bò cừu như thế này nha các bạn. Hai gói men tiêu hóa. Men tiêu hóa của trẻ em nha các bạn. Hai gói. Một bịch sữa tươi. Và một lạng cắm chim răng bơ nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ làm mồi cho các bạn xem. Phần chúng ta hôm nay rất là đơn giản nha các bạn, rẻ tiền. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ cắm gà vô nha. Cắm gà. Rồi, đây là cắm chim răng bơ. Một lạng nha các bạn. Rồi ok. Đây là gói men tiêu hóa. Mình sẽ cho vô đây 2 bịch nha các bạn. Gói này ra ngoài tiệm
bán thuốc tây là có nha. Ừ, lên đúng lên là mùng men thiệt. Hai gói men tiêu hóa nha các bạn. Ok. Phô mai. Một miếng phô mai như vậy nha các bạn. Đó, ok. Sữa tươi. Chúng ta sẽ đổ từ từ nha các bạn. Ok. Mình sẽ trộn lại phần lên trước nha. À, mồ chúng ta nó lên cái mùi rất là đặc biệt các bạn. Lên mùi đực đồng luôn. Chúng ta trộn đều lên đầu kia nha. Chúng ta thấy khô quá thì chúng ta có thể cho thêm sữa tươi vô nha các bạn. Mình thấy có nhiều bạn qua kênh của mấy người mà chuyên gia bán mồi á, họ bình luận ở dưới trong video á là họ câu 3-4 ngày một tuần họ bưng móm. Thôi bạn bạn các bạn qua kênh của mình bạn xem làm mồi đi, không tốn tiền, các bạn thích làm thì làm, các bạn không thích làm thì thôi, được xem mồi miễn phí, đơn giản. Các bạn khi xem video này nếu thấy cái kênh của mình hay nhớ đăng ký kênh, mình sẽ ra nhiều video mới nhất hay nhất để cho các bạn xem và các bạn tham khảo. Đó là niềm vui của mình rồi. Mình chia sẻ hướng dẫn cho các bạn rất nhiệt tình nha. Rất là chi tiết nha các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh cho mình. Rồi. Mỗi chúng ta nó có mùi tanh hăng, chua chua, hương sữa. Rồi ok. Bạch sữa tươi của ta đã xong. Mồi này cho chúng ta đánh đánh sông, đánh hồ, đánh đập. Tất cả đều ok nha các bạn. Chúng ta có làm việc trộn thật là đều lên là ok nha. Với bài mồi này chúng ta không làm không tốn quá nhiều thời gian đâu các bạn. Rất ít thời gian thôi. Mà hiệu quả nó lại cao. Các bạn nên làm thử nha.
Rồi ok. Mồi chúng ta đã xong. Đó, hôm nay mình làm clip qua đơn giản thôi các bạn. Mồi ta làm có tốn qua khoảng chừng 5 đến 7 phút thôi. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho channel đam mê câu cá của mình nha các bạn. Chúc tất cả các bạn câu được thật nhiều cá từ chính bài mồi đền ủ này của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.